Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái phần câu theo cái chương trình nâng cao. Câu 51, một nghiên cứu trên hệ nhóm máu ABO, tức là có AB, AB và O ở một quần thể người, có tần số IA bằng 0,1, IB bằng 0,7, IO bằng 0,2. Thế thì người ta hỏi là tần số các cái nhóm máu AB, AB và O lần lượt là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có bốn cái phương án việc của chúng ta là phải giải quyết nhanh cái bài toán này. Thế thì nếu mà chúng ta mà sa đà và chúng ta làm thật là nhanh, sau đó thì chúng ta lại bị sai sót là rất là nguy hiểm. Đối với bài này thì khi nói đến quần thể người mà lại số lượng rất là lớn rồi, nhưng mà lại nói đến rõ ràng là cái AB, AB, nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB, O thì đều là bình thường cả, đều là bình thường cả, sức sống là ngang nhau. Cho nên là chúng ta thấy rằng là có thể xác định luôn là cái quần thể này nó đạt trạng thái cân bằng di truyền về cái bốn nhóm máu. Thế thì bây giờ chúng ta giải quyết cái bài toán này như nào? Thì các con nhớ rằng là thầy nhắc lại là đối với cái quần thể này thì chúng ta xét đến các cái gen IA này, IB này và IO. Đấy. Thế thì thầy gọi X này, Y này, Z là tần số của tương ứng của IA, IB và IO, thì X cộng Y cộng Z nó sẽ bằng 1. Đấy. Thế thì người ta cho được là cái tần số IA tức là bằng 0,1 rồi. Cái này là 0,1 rồi. Tần số IB là 0,7. Tần số IO là 0,2. Thế thì các con thấy rằng là cái quần thể này có ta xét lên ba len mà đạt trạng thái cân bằng di truyền này, con phải luôn luôn nhớ thầy này, nó sẽ có dạng là gì? Có dạng là X bình này, A lớn tức là IA cộng với Y bình IB cộng với Z bình IO cộng với 2XY là IAB cộng với 2XZ là IB, XZ là IAIO cộng với 2YZ là IBO. Đấy. Thế thì chúng ta chú ý này, các con làm cái này bằng cách nào? Các con thấy là X, Y, Z đây là IA này, IB này, IO này, IA, IB này, IO này. Đấy, bình phương này, đấy Z này. Chúng ta chú ý. Thế thì ở đây với bài toán này mà các con cứ tính tất cả ra là rất là lâu. Các con so sánh thấy, chúng ta sẽ thấy này như này. Đây là người ta cho là thứ nhất là kiểu gen nhóm máu A này, B là AB và O. Thế các con thấy rằng là A này, nhóm máu A này, nhóm máu B này, nhóm máu AB này, nhóm O. Con tính như này, hai cái đầu tiên đi O, nhóm máu O, O thì là Z bình tức là 0,2 bình phương, là 0,04 là cái cuối cùng. Thế thì con nhìn thấy 0,04 thì tất cả đều 0,04 rồi. Thế bây giờ nhóm máu AB, nhóm máu AB là gì? Đấy, nhóm máu AB là 2XY, XY tức là 0,7 nhân 0,2 là 0,14, chúng ta 0,14. Thế chúng ta nhìn vào đây 0,14 thì chỉ có phương án A là đúng rồi. Đấy, cho nên là chúng ta chú ý cái phương án A là phương án chính xác. Thì chúng ta không cần phải tiếp tục tính toán những cái phương án tiếp theo nữa, mà chúng ta sẽ tính ra rất là nhanh được cái đáp án. Các con chú ý cái này. Nếu như các con muốn tính các cái nhóm máu khác thì các con áp dụng công thức và chúng ta tính bình thường theo công thức chúng ta nhớ như này. Đấy. Vậy thì đối với trường hợp mà người nhóm máu B thì chúng ta sẽ phải thấy rằng nó sẽ là Y bình phương cộng với 2YZ. Đấy, chúng ta chú ý. Các con muốn tính được tần số của nhóm máu A thì sẽ phải là X bình phương cộng với 2XZ. Các con tính ra thì nó theo nguyên tắc là nhóm máu A sẽ là 0,05, nhóm máu B sẽ là 0,77, là vì thế. Các con tính hết ra thầy.
Câu 52. Giả sử một phân tử 5 bromo uracil xâm nhập vào một tế bào A ở đỉnh sinh trưởng của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao ADN. Trong số tế bào sinh ra từ tế bào A sau 3 đợt nguyên phân thì số tế bào con mang gen đột biến, tức là cặp AD thay bằng cặp GX là bao nhiêu? Thế thì thực ra thì bài toán này là bài toán mà hỏi các con về cái cơ chế của phát sinh đột biến gen. Thế thì các con thấy rằng là nói về cái cơ chế phát sinh của đột biến gen thì chúng ta thấy rằng là đây là các con phải nhớ là gì? AT. Đầu tiên là AT. Đấy. Đề bài nó cho là gì? Là ở đỉnh sinh trưởng là nguyên phân. Nguyên phân. Thế AT nó thấm 5U vào thì A 5BU. Đấy là lần nguyên phân nhất. Sau đó thì 5BU lại liên kết với G là nguyên phân thứ hai. Sau đó thì lại GX là nguyên phân thứ ba. Mỗi một lần nhân đôi là một lần nguyên phân. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng là đến lần nguyên phân thứ ba chỉ có một tế bào thôi. Chúng ta nhớ như thế này, một tế bào mang cái đột biến đó. Chúng ta nghiên cứu vector 53, câu 53. Xem một quần thể trong đó các cá thể dị hợp tử về một locus nhất định có ưu thế chọn lọc hơn nhiều so với các cái dạng đồng hợp tử. Thế thì trường hợp này thể hiện cái kiểu gì? Thế thì khi đã nói đến kiểu gì trong đầu con phải hiểu đến thứ nhất là nó sẽ là chọn lọc ổn định hay chọn lọc phân hóa hay là chọn lọc định hướng. A là chọn lọc ổn định, B là chọn lọc loại bỏ đồng hợp tử khỏi quần thể, C là chọn lọc phân hóa, D là chọn lọc định hướng. Vậy thì cái mà chúng ta quan tâm bây giờ là A, C hay là D, tức là chọn lọc ổn định, phân hóa hay chọn định hướng. Nên là ba cái kiểu chọn lọc mà chúng ta chú ý. Thế đây thì chúng ta thấy rằng là trong cái bài này chúng ta phải nhớ một chút về các kiểu chọn lọc. Tức là đối với chọn lọc ổn định là cái gì? Đó là bảo tồn những cái cá thể mang tính trạng trung bình và nó đào thải những cái cá thể mà mang cái tính trạng mà chệch xa cái mức trung bình, mà nó thường diễn ra khi mà cái điều kiện môi trường sống là không thay đổi có nhiều thế hệ. Nên là cái chọn lọc ở trong quần thể là ổn định. Thế vậy chúng thấy rằng là ở đây thì luôn là gì nhỉ? Đi theo hướng bảo tồn những cái dị hợp, tức là những cá thể mang dạng trung bình, thì đây chính là cái đáp án chúng ta thấy là đúng. Thế còn đối với chọn lọc định hướng thì người ta còn có một sách nói là cái chọn lọc vận động. Thì khi cái điều kiện nó xảy ra khi nào, con chú ý rằng khi cái điều kiện môi trường mà nó thay đổi theo một hướng xác định, thì khi môi trường thay đổi theo hướng xác định thì hướng chọn lọc cũng thay đổi. Và con thấy rằng là kết quả thì những cái đặc điểm thích nghi cũ nó bị thay thế bởi những đặc điểm thích nghi mới. Chúng thấy đây không phải là cái chọn lọc định hướng. Còn trên chọn lọc phân hóa, tức là cái phân C, thì chúng ta chú ý rằng là nó không phải, bởi vì trong cái chọn lọc phân hóa các con nhớ rằng là nó xảy ra khi mà cái điều kiện môi trường trong khu phân bố của quần thể nó thay đổi nhiều và trở nên nó không đồng nhất. Thế thì những cái cá thể mà mang tính trạng trung bình thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái điều kiện bị đào thải bất lợi. Nhưng đây trong cái đề bài là nói gì nhỉ? Là cái dị hợp thì ưu thế chọn lọc hơn nhiều. Cho nên là câu này là không chính xác. Chọn lọc tự nhiên trong cái trường hợp mà phân hóa thì là diễn ra theo một số hướng, và trong mỗi hướng thì hình thành những cái nhóm cá thể mà thích nghi với cái hướng chọn lọc đó. Cho nên là trong cái bài này chúng thấy rằng là cái đáp án đúng của chúng ta chỉ là đáp án A thôi. Câu 54, quá trình tự nhiên đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn, vì sao? À, thì cái phần này thì các con phải hiểu, phải nắm thật vững vì cái về cái quá trình nhân đôi ADN. Thế thì chi tiết là các con thấy rằng là trong cái quá trình nhân đôi là thì một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn. Trong đầu ta phải nhớ ngay là gì? Đây là hai mạch nó ngược chiều nhau, và đặc tính của enzyme là enzyme ADN polymerase nó chỉ có cái khả năng gắn cái nu ở cái đầu ba phẩy của mạch mới. Đấy. Ở cái mạch mới tổng hợp ấy, và hoặc là cái gắn vào cái vị trí đầu ba phẩy của cái mồi theo nguyên tắc bổ sung. Cho nên là các con tìm ý nào trong các cái ý A, B, C, D mà thấy được cái đó là đúng. Cho nên là ở đây có ý A này, enzyme xúc tác quá trình nhân đôi ADN chỉ gắn nu vào đầu ba phẩy của chuỗi polycon và mạch mới chứa ADN con kéo dài chiều 3,5 phẩy là không chính xác, nó phải kéo dài 5,3 phẩy mới đúng.
Thế nên enzyme xúc tác quá trình nhân đôi ADN chỉ gắn vào đầu 5 phẩy, gắn đầu 5 phẩy là sai luôn, không phải đọc tiếp. C là enzyme xúc tác quá trình nhân đôi ADN chỉ gắn vào đầu 5 phẩy của polynucleotide mẹ cũng là sai, gắn vào phải cái mới cho nên sai luôn. Câu D là hai mạch của phân tử ADN mẹ ngược chiều nhau và enzyme ADN polymerase chỉ có khả năng gắn đu vào đầu 3 OH của mạch mới tổng hợp. Chính xác rồi, hoặc là đầu 3 OH của đoạn mồi chứ không có bổ sung thì đúng rồi. Chúng ta nghiên cứu câu số 55. Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây người? À, trong cái câu 55 này thì các con thấy rằng là có mấy cái mà người ta phải kiểm tra con này, kiểm tra cái kiến thức thứ nhất là kiến thức cái phương pháp nghiên cứu di truyền người. Nói về phương pháp nghiên cứu tế bào là con phải hiểu ngay là chỉ để phát hiện ra những bệnh mà do cái đột biến những cơ thể gây nên. Đấy, cái thứ hai là người ta kiểm tra con là cái cơ chế mà gây bệnh, cái nguyên nhân gây bệnh từ một số những cái bệnh di truyền. Thế thì ở đây có hội chứng Edwards. Edwards thì con biết rồi, nó là ba nhiễm thể số 18. Đấy, tiếp theo là hội chứng ba tau chẳng hạn. Đấy thì đó là ba nhiễm thể số 13. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là do HIV rồi. Chúng ta chú ý rằng là do HIV gây lên rồi, tức là HIV nó tấn công vào các cái tế bào bạch cầu lympho T CD4 nó và làm cho cái khả năng phòng vệ cơ thể nó giảm dần đi và làm cho các cái bệnh cơ hội được nó tấn các cái vi khuẩn rồi thì các cái virus cơ hội tấn công cơ thể và gây ra một hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Hội chứng khóc như tiếng mèo kêu thì khóc như tiếng mèo kêu thì con biết rồi, đấy là chính là cái mất đoạn nhiễm thể số 5. Bệnh máu qua đông thì bệnh nó giai lặn đó, nằm trên nhiễm thường, nằm trên nhiễm thể giới tính X quy định. Bệnh ung thư máu thì do cái đột biến mất đoạn nhiễm thể 21, 22 chẳng hạn. Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm thì cái này thì các con biết rồi, nó do cái đột biến nhiễm thể thường thôi. Vậy thì ở đây những cái bệnh mà phát hiện được bằng cái phương pháp nghiên cứu tế bào đây bây giờ sẽ là, thứ nhất là hội chứng Edwards là 1, hội chứng bà tao là 2, đấy, khóc như tiếng mèo kêu là 3, và cái bệnh ung thư máu thì nói đến đột biến số lượng nhiễm thể và cấu trúc nhiễm thể thì là đều đúng, cho nên là phương án B là phương án đúng.